Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web vàng24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo danh thôi. Hôm nay thì mình sẽ xuống ngay đầu đường bay anh em ạ. Mình sẽ vào cái khu vực nhà máy điện này. Hình như là không hề có bạn nào xuống đây cùng với mình. Ban nãy thì mình thấy một cái chấm đỏ cơ, nhưng mà giờ thì không thấy nữa rồi. Mình an toàn rồi anh em ạ. Ok, tha hồ lút đồ rồi. Đã cây chảo này. Ôi, có người à? Mình sẽ bỏ cái chảo ra, chơi tay bo trên nền này luôn. Này cầm lục này. Này cầm lục này. Ok, bay luôn cái đầu. À, lại có AWM. Không biết anh em thấy cái OB15 này thế nào, chứ mình đã bắn thử vài trận AWM trong cái bản OB15 này rồi. Thấy phê phết anh em ạ. Sướng hơn là trong những cái phiên bản lần trước rất là nhiều. Bắn cực phê luôn. Anh em nào mà chưa thử thì bắn thử đi. Bắn cả K98 cũng được. Còn về độ nhạy ấy, thì mình chỉnh về không hết rồi. Máy của mình chỉnh về không hết nhưng mà nó vẫn đang còn rất nhạy đây. Tham mát à? Mình cần một cây súng cận chiến. Tại vì mình đã có một cây AWM rồi mà. Lại là pha mát. Mình cần một cây cận chiến cơ. Đây rồi, mình sẽ cầm tạm cây MP5 vậy. Đạn tiểu liên. Đối với cây K98 ấy, thì anh em cần phải kết hợp với những khẩu mà tiểu liên có thể bắn tầm xa, chẳng hạn như là MP40 này, hay là UMP này, hay là P90 này, hoặc là CG15. Tại vì sao? Tại vì là thỉnh thoảng cái cây K98 ấy bắn vào đầu nó sẽ được có 198 máu thôi, nên là phải bồi thêm một vài viên đạn nữa thì địch mới chết. Còn riêng cây AWM này thì không cần, vào đầu là chết rồi. Mũ 3 chưa có mũ 15 đi chăng nữa vẫn chết mà thôi. Ban nãy thì mình vừa mới thấy một thanh niên bắn nhau ở bên phía này, không biết là còn ở đây hay không. Ở đâu ta? Rõ ràng là mình thấy cái chấm đỏ ở đây mà. À, thấy rồi. Thấy rồi anh em ạ. Bay đầu. Quá phê. Ngày xưa thì còn cái kiểu đứng ngồi, vậy nên là không dám đứng im khoảng tầm 1-2 giây đâu. Nhưng mà giờ thì cái lỗi đó đã bị fix, nên là thoải mái để anh em có thể căn chỉnh thật chuẩn rồi bắn. Mặc dù là một số cây súng vẫn sử dụng được cái kiểu đứng ngồi, nhưng mà đa phần anh em cực kỳ bắn những cái cây súng đó luôn. Chẳng hạn như là M14, SKS, Dragunov, rồi nỏ. Thêm cái gì nữa ta? À, M14 anh em ạ. Đó, có mỗi 4 cây đó là chưa bị fix cái lỗi bắn đứng ngồi thôi. Nhưng mà mình thấy có anh em nào bắn mấy cây đó đâu. Toàn chơi Ska với lại Famat, xong AK, M4, A1 không à. Vậy nên là bắn AWM cũng có thời gian để căn. Một thanh niên nữa này. Mình xin cái đầu. Đó, anh em thấy dễ không? Cứ chờ đối phương đứng rồi bắn thôi. Ngày xưa là các bạn ấy bắn toàn theo kiểu là cứ lòi ra bắn mấy viên xong lại thụt vào, lòi ra bắn mấy viên xong lại thụt vào đó. Như cái kiểu vậy thì căn đầu rất là khó, nhưng mà bây giờ các bạn ấy toàn đứng im thôi, nên là ke đầu cực kỳ easy. Wow, thanh niên này cũng nhiều đồ ngon ghê. Gjoza này, SKS này. Nhưng mà mình sẽ bắn lại cây AWM.
đang định nhặt cái SKS, nhưng mà kéo xuống thấy cái giảm thanh anh em ạ. Mà anh em cũng biết rồi còn gì, AWM mà kết hợp với giảm thanh thì thôi rồi lượm ơi luôn. Mà mình không hiểu là tại sao người ta lại vẫn cho gắn nòng 1, nòng 2, nòng 3 vào cái súng AWM làm gì nhỉ? Chắc là tăng sát thương khi bắn vào người anh em ạ. Chứ còn vào đầu thì cần phải tăng nữa đúng không? Đó, khá nhiều đạn. Cái thiết bị đoán vòng bo xuất hiện rất nhiều. Mình sẽ đi sang cái khu vực xưởng cơ khí này, biết đâu lại còn cái tăng giáp ở góc thì sao. Mình thì mục đích chính là đi săn cái tăng giáp mà thôi, vì là giáp của mình mới có giáp chống nổ chứ nó cũng chưa lên được giáp trắng. Ui, ở đây hòm báu với xác nhiều thế này thì lấy đâu ra cái tăng giáp cho mình đây. Hình như là có hai bạn đang trên nóc xưởng cơ khí anh em ạ. Có hai thanh niên đang trên nóc xưởng cơ khí. À không, ở dưới. Ở dưới anh em ơi. Không phải trên nóc, ở dưới. Một viên. Chạy đi đâu? Cứ nghĩ là ở trên nóc cơ, ai dè là bên dưới. MP40 này còn chưa, AWM mà kết hợp với MP40 là chuẩn bài rồi, không sai là kiểu đi đâu. Nhiều bạn thì sẽ bắn thêm sọt găn, nhưng mà mình thấy cái cây sọt găn nó không cơ động, với lại lia tâm nó khó hơn cây MP40, nên là anh em nào mà bắn thì mình nghĩ là nên bắn MP40 sẽ lợi hơn. Mặc dù là đam của sọt gun với lại Spark 12 nó sẽ lớn hơn, nhưng mà để thuần thục được hai cây đó thì cả một vấn đề đấy. Vẫn còn một chàng trai trên nóc xưởng nữa cơ. Mình sẽ cố gắng đi vòng vào đây để xem bạn ấy có lòi cái mặt ra đây không nào. Vẫn không thấy anh em ạ. Có lẽ là kệ bạn ấy thôi, tìm người khác vậy. Bên dưới có xe. Một viên. Ok. Nhiều khi cũng chẳng cần phải bắn trúng đầu anh em ơi. Cứ bắn một viên vào người, xong rồi rút súng cận chiến ra mà chơi. Kiểu gì cũng có lợi hơn bạn kia rồi. Cùng lắm là bắn hai viên vào người cũng chết. Đây là mình còn xài skin AWM mặc định nhá. Còn chưa tính đến những cái khẩu như là AWM mà tăng đam nhá, thì nó sẽ còn kinh khủng hơn rất là nhiều. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì hình như là cái AWM này có trong bộ báo đốm phải không ta? Mình không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như là như thế. Mà cái bộ báo đốm là nó tăng tới tận 2 vạch đam liền. Có người này. Mình xin cái đầu. Anh em thấy dễ không? Vốt cực mịn luôn. Anh em nào mà chưa thử thì bây giờ vào làm một game luôn, tìm K98 và bắn thử. Không biết là anh em xài hệ điều hành gì. Còn mình thì mình đang xài hệ điều hành iOS, vậy nên là mình chỉnh hết được không rồi, vì nó rất là mượt. Còn Android thì tại vì là mình không có máy nên là mình không thử cho anh em. Lại một cái giảm thanh, nhưng mà mình đâu có cần giảm thanh đâu. Phía nóc xưởng có người đang ném cái gọi thính, chắc là cái thanh niên còn sót lại thì cái nóc xưởng ban nãy mình không để ý mà. Giờ thì ra hỏi thăm bạn ý luôn, ít nhất là mình còn có mục tiêu để mà tìm anh em ạ, còn hơn là chạy lông nhông mà chẳng biết là ở đâu có người.
nhặt thính rồi đó. Chờ đợi bạn ấy nhảy xuống thôi. Nhảy xuống là xác định một vài viên đạn vào người là đi rồi. Bốn bốn giây nữa là bò sẽ thu. Nào để xem nào, có nhảy xuống hay không. Ui góc này đẹp thế, nhưng mà hình như là xa quá nó không hiện người lên. Có lẽ là mình nên tiến gần lại. Tầm này chắc là ổn rồi đấy. À có một thanh niên này. Quá thơm. Thanh niên đi qua cái thùng dầu bị mình bắn cái thùng dầu và chết queo luôn. Bạn định chạy đi đâu? Ơ lag anh em ạ. Lag lag. Rõ ràng là mình bắn có một viên 150 đầu, xong bạn ấy chạy xe một đoạn xong nó bắt đầu chết. Cái viên thứ hai mà mình đang giơ lên để mình bắn ấy, thì bạn ấy đã chết rồi. Có nên ra đút đồ không nhở? Mà mình nghĩ là bạn ấy nhảy từ nóc xưởng xuống thì chẳng có cái gì đâu. Gọi thính thì chắc cũng chỉ một vài bình máu với thêm cái súng. Mình sẽ lút đồ cái thanh niên này. Máu rất nhiều. Bom keo lưu đạn. Phóng liệm luôn này. Để xem có đạn hay không. Có đạn anh em ạ. Có đạn phóng liệu thì chơi luôn thôi chứ còn ngại ngùng gì. Mình đang cầm trên tay cái combo súng phải gọi là one shot one kill. Bắn phát nào là chết phát đấy luôn. Trừ khi bắn trượt. Bắn trượt thì súng nào cũng bắn không chết. Một bộ combo súng cực kỳ bá đạo. Ở tầm gần cũng như ở tầm xa. Nhưng mà chỉ khi solo thôi. Chứ còn nếu mà đánh team ấy, thì khó lòng có thể duy trì được lâu dài. Đây chỉ thuộc vào dạng gọi là đánh nhanh và thắng nhanh. Mình đã vào bo. Phóng liệu nữa này. Nhưng mà mất đạn. Như vậy là có anh chàng nào đó đã nhặt được cái cây phóng, nhặt được cái đạn trong cái thính vừa rồi. Có bạn chạy bo. Nấp đi bạn. Hình như là bạn ấy biết mình như sao ấy. Này thì biết mình này. Biết mình thì cũng bay đầu. Ở đây mình vừa mới nghe thấy tiếng bắn xong. Đâu nhỉ? À đây rồi. Bên dưới cũng có người. Bãi nấp sau cái thùng mất rồi. Một viên. Này thì bơm máu này. Thanh niên bên dưới cái chòi đang cơ hội. May mà mình vẫn kịp chạy kịp vào đây. Hiện tại mình chỉ còn 10 viên đạn súng tỉa và 3 viên đạn súng phóng lựu. Chúng ta còn 5 người. Hy vọng là sẽ không hết đạn trước khi được nhân giống. Tại vì mình đang cầm 2 cây súng one shot one kill. Chỉ cần cây tầm gần mới hết đạn thôi là coi như mình xong luôn. Mình không được gọi là sai phát này. Bắn phát nào là phải chuẩn phát đó. Bom keo. Ngon thế, đúng thứ mình đang cần. Lựu đạn cũng nhiều luôn này. Có một thanh niên ở trên tròi anh em ạ. Chúng ta còn 4 người. Mình sẽ vô bo trước.
chẳng dại gì mà ở ngoài bo xong lại cứ căn ke vào phía bên trong. Ok, mình sẽ tiến đến cái chỗ gần nhất. Trên đỉnh đồi có người kìa. Bắn mình luôn cơ à? Nấp nhanh đấy bạn ạ. Ok, bay đầu. Những cái cây súng trường còn lại ấy, thì khi mà ngồi xuống đây ấy, thì thường nó sẽ bị nở cái tâm ra. Nhưng mà riêng đối với cây AWM này thì không có nở tâm đâu. Thoải mái anh em đứng ngồi. Mỗi tội là đứng ngồi thì nó sẽ không hết shot, mà chỉ gọi là kéo tâm lên thì nó mới hết shot thôi. Như vậy là trên bản đồ chúng ta chỉ còn có hai người, mình và một thanh niên còn lại đã phát hiện ra vị trí của bạn ý sau cái cột điện anh em ạ. Mình còn tới 3 viên phóng lựu và 8 viên đạn súng tỉa, quá đủ cho một thanh niên cuối cùng. Nào, ra đây. Này thì loi nhoi này. Ok. Đó, thì mình lại tiếp tục được nhân giống rồi. Mặc dù là còn chưa bắn tới 3 viên súng phóng lựu. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình đã kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.